Em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan nha. Buổi tối hôm nay tiếp tục lên Đai Châu nụ hoa Tết các bác sưu tầm nhá. Giá thanh lý nha cả nhà. Cây rất là đẹp, châu rừng hoa Tết các bác nha. Giá thanh lý toàn cây châu to khủng thôi các bác nha. Toàn bộ là châu to. Đấy, chậu đẹp như thế này rồi các bác nha. Các bác mua hàng gọi trực tiếp vào số 0372094157 giúp em nhé. Bên em thì lúc nào cũng có trà ngon, trà sạch, chuẩn nước trà Tân Cương các bác nha. Rất là ngon, bác nào mà chưa được thưởng thức trà bên em thì các bác vào ủng hộ nha. Chuẩn nước trà Tân Cương nha. Giá sẽ từ 250k 1kg là bình dân. Các bác lấy xỉ thì có giá sẽ có giá khác nha. Giá xỉ thì cũng có giá trên trăm cũng có các bác nha. Trà đám các bác nha. 350, 400, 500, 750 là các bác sở hữu trà rất là tuyệt vời các bác nha. Ngon lắm, êm lắm các bác nha. Nước trong xanh, óng vàng, trong sánh cả ngày các bác nha. Em lên đầu tiên, chậu đầu tiên các bác nha. Ba nụ các bác nha. Ba nụ này. Đấy, hoa rất là dày các bác nha, nụ rất là dày đẹp. Chậu đầu tiên các bác nha, em lên là 250. 250 các bác nha. Mã số các bác lên giúp em là mã số B1 nhá. B1 này. Okay. Em sang B2 các bác nhá. B2 được 6 nụ. B2 6 nụ các bác này. Đấy, cái lá chân bên này nó hơi vàng. Thế mà em hài, nhưng mà không sao đâu các bác ạ, dễ nó ra xanh rồi từ từ nó lại hồi thôi. Đó, đây ạ, 6 nụ hoa Tết các bác nhá. Lung linh luôn. Mã số A B2 các bác nhá. Ủa. Nụ chi chít này. B2 này em chia sẻ với các bác là 300. B2 là 300 nhé, chậu 2 cây. B2. Rồi em sang B3 nhé. Ôi. Em sang B3 con nhé. Nụ này. 3 nụ này. Cây đằng sau có một nụ. Em vặt rồi đấy, còn một nụ. B3 các bác nhá, B3. Cái lá này nó hơi yếu. Nhưng mà nụ sai đẹp lắm. Cây này khỏe mà. Đó, dễ khỏe lắm. Mã số B3 các bác nhá. Ê, chậu này em chia sẻ với các bác là 2 cây to. Chia sẻ với các bác là 450.000. 450.000 mã số B3. Em sang mã số B4 các nha. B4. 2 nụ này. 4 nụ các nha. B4 4 nụ. Cây con ở đây nữa này, về các bác bỏ riêng ra chồng. B4 là 4 nụ các nha. 4 nụ B4. Cái cây này là cái cây gì? Nó mọc vào đây. B4 các nha. Đó, 4 nụ. B4 này các bác lên dưới là 350. B4 là 350. Đây các bác sưu tầm châu nhà em là chuẩn hoa Tết nha. Tiếp tục B5 các bác nhá. B5. Tiếp tục sang B5 các bác nhá. B5 này. Đây đằng sau được 2 nụ. Đằng trước được 2 nụ. Đằng trước được 2 nụ các bác nhá. Nụ to này. Cái cây bên rìa này cũng có nụ này nhưng nụ bé các bác nhá. Cái rìa được một nụ rồi. 3 cây đấy, chậu này 3 cây. B5 các bác lên cho em là 400 luôn nhá. B5 400. Để cho các bác nha. Tụi em sang B6 này. B6 này. Đằng trước còn một cây nó bị lỗi một lá không nhá. Còn một nụ. Đằng sau 3 nụ không nhá. Đằng sau 3 nụ. B6 này các bác lên cho em là 300 nhá. B6 300. 2 cây. Tiếp tục B7 các bác nhá. B7 này. B7 được 1 2 3 nụ các bác nhá, 3 nụ. Cây đằng sau này nó bị gãy một lá. Đó, B7 các bác nhá. B7 này em cũng thanh lý cho các bác 400 nhá, 3 cây. B7 400 3 cây. B8 1 2 3. B8 3. Một cây con. Một cây con B8 này. Em chia sẻ với các bác là 2 cây với 1 cây con các nhá. Đó, bố mẹ con. B8 em chia sẻ với các bác 400 luôn đi.
400 luôn, đi thanh lý cho các bác sưu tầm nhiều nhá. Tiếp tục B9 này, hai nụ bác nhá. B9 250 luôn các nhá. B9 250 luôn. B10 các nhá, B10 ba nụ này. Một sau nữa. Hai cây các nhá, B10 250 các nhá. B10 250. B11. B11 cũng mỗi cây hai nụ các nhá. 300. B11 300. B12 các nhá. B12 đây. 4 nụ các nhá. B12 4 nụ. Chậu này 500 các nhá. B12 500. Đi ra cũng 250 một cây to đùng. B12 500. B13 các nhá. B13 hai nụ này. B13 này 200 các nhá, 200 luôn. Bán rẻ cho các bác nha, chậu em mua đã 30 mấy nghìn rồi. Móc nữa. B14 các nha. B14 hai nụ này. B14 cây to lên cho các bác là 280. B14 là 280. Tiếp tục B15 các bác nha. 1 2 3 4 này, một nụ một cây con này. B15 em lên cho các bác là 280 luôn. B15 là 280 luôn các bác nhá, được 4 nụ và một cây con. Đó rất là đẹp luôn các bác nha. B15. Các bác vào mua hàng của Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157 nha. Đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 các bác nhá để theo dõi những video trực tiếp nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.